Tent, bed, bed, red. Nhớ có miệng ra. Red, decade, present, la la la, excellent, excellent, envelope, envelope. Đúng á, gây tê gây mê á. A-E. Tại vì cái âm là ba bướm, tại vì âm là âm lưỡng tính ha, cái âm của nó là âm lưỡng tính, cho nên là mình sẽ bữa sau mình học ha, hôm sau mình học cái âm A này, cho nên là nói sơ luôn. A-E-T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 -
là anesthetic. Ok, cái luyện thấy mà âm này hơi khó ha. Anesthetic. Ok. Tense. Tense. Senate. Decade. Incredible. Excellent. Small. Excellent. Cái âm nó sẽ là khi mình trọng âm rơi vào đó sẽ là dấu sắc, được chưa? Không rơi vào đó sẽ là dấu huyền hoặc là dấu nặng. Excellent. Nó sơ. Excellent. Gì vô câu nha. Vô câu nha. Cố gắng vô câu đọc cái đúng nha. Cái câu nè. Send his friend a letter. Send his friend a letter. A letter. Okay. Send his friend a letter. A letter. Vậy mà nói là tôi gửi thư cho bồ tôi hồi xưa tôi gửi thư cho bồ tôi mỗi ít ngày luôn. I sent letter to my ex-girlfriend every day. Yeah. Ok. Tiếp nè. Từ số 2. À câu số 2. Let's. Ok. Rent. Tent. Cái câu này. Let's rent a tent. Let's rent a tent. Ví dụ như mình rủ bạn mình đi cắm trại ha, xong mình nói là bây giờ không có lều mà đi thuê lều. Let's rent a tent. Ok. Let's rent a tent. Cố gắng kéo cái miệng ra cho âm nó sắc ha, cho âm nó sắc. Chứ không thì nghe nó rất là không đúng, mà nó không đúng. Phải kéo cái miệng ra cho âm nó mới đúng, mới nó sắc được. Tiếp theo nè. Mà số 3 này. E B Ben Ben E Ne Ver Ver Never Never Không phải là never đâu nha. Never Never E Yeah Yet Yes Yes Ok. Upset. Có chừng chữ set mà nó làm thành thành cái chữ set kia đó nha, là lộn xộn ha. Upset. Nó khác âm cuối thôi, cái âm cuối nó có quyết định cái nghĩa của từ ha. Upset, không phải là upset đâu nha. Upset. Ok. Và câu này. Ben never gets upset. Ben never gets upset. Có nguyên tắc, chỉ có một nguyên tắc thôi. Đưa vào hình miệng như thế là nó sẽ ra cái âm, được chưa? Thế thì mình đọc được thì các bạn đọc được, không có gì khó khăn hết. Ben never gets upset. Ok, yeah, đúng không? Tiếp này, câu số 4 này. Friend. Tiếp theo nè. Said. Âm tiếp theo là âm gì mới học bữa bữa? E.
it, it. Okay, tiếp theo. A, e, ge, gen là lá nhóm âm thứ hai đúng không? Again, again, không phải again nha. Again. Tiếp theo nè. And, nhưng mà nó lược bỏ âm ở trong câu tạo thành còn lớp and thôi, tại vì nó không phải từ quan trọng, liên từ không phải từ quan trọng trong câu thôi. And. Tiếp theo again, được chưa? Quốc với cả câu này. Fred said it again and again. Ok, lại cái câu này. Fred said it again and again. Ok, tiếp theo câu số 5 này. A pig, pig, pig. A sleigh, slept, slept. Âm cuối là pờ tờ đó nha. Tiếp theo a fur, from, from. Tiếp theo này a sick, six, six. Tiếp theo nè. Until là lá. Until đãi thằng sau nè. Until it ten. Cái thằng số 10 khác thằng giữa có lều hồi nãy, chỉ khác nhau âm cuối thôi đó nha. Làm sao làm để khỏi lộn. Ten and the then left đọc là cái tên này. The then được chưa? Left lúc hẹn câu này. Peg slept from 6 until 10 and then left. Đọc chậm cho đúng giùm cái đã hề. Từ đọc nhanh ha. Mày lại quên rồi. You forgot your promises again. Được chưa? Okay. Again. Chứ không phải again. Nó okay. Không có là cái âm. Bây giờ nè, mình sẽ qua cái bài How to Speak. Mọi người nhớ không bài hôm bữa không? E. Mới học vừa xong luôn ha. E. E. Re. Every. E. Thing. Thing. Rồi ép cái âm bên này. Everything. 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 Ok. I can be ba từ với nhau nè. Everything can be. Tiếp theo nè. I mass turd. Được chưa? Cái trọng âm rơi vào âm đầu tiên thì mình sập vào là mastered. Cái âm này nó ối âm một chỗ là không có chữ sờ ở giữa, phải bật cái chữ sờ lên, mà có chữ r và không có lử lên, sau đó là chữ d là cuối cùng, âm d là cuối cùng, phải bật cái âm lên. Thì âm này nó hơi khó, đa số mọi người khó đọc được, nhưng mọi người luyện âm này cho kỹ. Mastered. Được chưa? If thằng Quốc từ đầu tới từ vô everything nè. Everything can be mastered if. Tiếp theo này. You hôm bữa nói rồi ha, cái tụi Mỹ đọc là you, còn tụi Anh đọc là ye. Ví dụ như là I love you, còn tụi Mỹ là tụi Anh đọc là I love you. You và you gì cũng được hết ha. Work. Âm A đi học rồi mới học đúng không? O. Chứ là người mệt mỏi và buồn ngủ mình cũng vậy ha.
everything can be mastered. Work hard and practice enough. You can speak wonderful English and have perfect pronunciation. Okay? How to speak perfect English. Good afternoon, ladies and gentlemen. You can speak wonderful English and have perfect pronunciation. Pronunciation. Ok, về nhà chỉ cần đọc một bài này mà nó chuẩn chỉnh nhất thì cái âm của mình đã cải thiện được 30% rồi. Không tin là thử cho coi. Lúc dừng đèn đỏ đọc, đi tắm đọc, được chưa? Gần đi ngủ, ngủ dài đọc cái, được chưa? Ok, nó sẽ đi sâu vào tiềm thức của mình, hiểu không? Đi sâu vào tiềm thức, không bao giờ mình quên. Đừng có nghe mấy đứa nó phỉnh là ngôn ngữ, là bật cái radio lên nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài. Nghe 1000 năm nó cũng vậy thôi, nó cũng là. Cho nên là mọi người về nhà đọc cho nó được chưa? Chị chuẩn, rồi. Chuẩn được chưa? Ok, practice. Rồi các ai hỏi gì?